Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Máy Thông Dịch.com. Hôm nay sẽ là một video giới thiệu về ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, tiếng Anh. Khác với các dòng máy phiên dịch hiện nay, chỉ dịch một ngôn ngữ duy nhất là Anh. Máy phiên dịch Travis StudGo chia tiếng Anh thành từng ngôn ngữ cụ thể. Như trong hiện tại, máy chia tiếng Anh thành 13 ngôn ngữ. 13 ngôn ngữ tiếng Anh này chính là tiếng Anh được sử dụng tại các quốc gia đó. Ở trên màn hình, các bạn có thể thấy như Anh Úc, Anh Canada, Anh Ấn Độ, Anh New Zealand, Anh Philippines, Anh Mỹ, Anh, vân vân. Từng nước sẽ được chia rõ ràng và cụ thể ra. Bạn đi đến nước nào chỉ cần sử dụng tiếng Anh nước đó là được. Bây giờ mình sẽ test thử ba ngôn ngữ tiếng Anh của ba nước để xem sự khác biệt như thế nào nhé. Mình sẽ chọn ngẫu nhiên ba ngôn ngữ là Anh Úc, Anh Philippines và Anh. Câu đầu tiên mình sẽ test. Ngày mai hãy ra ngoài đi dạo. Tomorrow, go out for a walk. Tiếp theo là Anh Philippines. Ngày mai hãy ra ngoài đi dạo. Let's go out for a walk tomorrow. Tiếp theo là Anh. Ngày mai hãy ra ngoài đi dạo. Let's go out for a walk tomorrow. Câu thứ hai mà mình sẽ test là Giáng sinh sắp đến rồi, hãy mua quà cho gia đình. Đầu tiên sẽ là Anh nha. Giáng sinh sắp đến rồi, hãy đi mua quà cho gia đình. Christmas is coming, let's go buy gifts for the family. Tiếp theo sẽ là Anh Philippines. Giáng sinh sắp đến rồi, hãy đi mua quà cho gia đình. Christmas is coming, let's go buy gifts for the family. Tiếp theo sẽ là Anh Úc. Giáng sinh sắp đến rồi, hãy đi mua quà cho gia đình. Christmas is coming, let's go buy gifts for the family. Câu thứ ba mà test là cho tôi hỏi đường đi đến sân bay nha. Đầu tiên sẽ là Anh Úc. Cho tôi hỏi đường đến sân bay ở đâu? Where can I get to the airport? Tiếp theo là Anh Philippines. Cho tôi hỏi đường đến sân bay ở đâu? Where can I get to the airport? Và cuối cùng là Anh. Cho tôi hỏi đường đến sân bay ở đâu? Where can I get to the airport? Bạn có thể thấy cùng là tiếng Anh nhưng một quốc gia sẽ dịch và cách nhắn nhá sẽ khác nhau. Việc chia cụ thể như thế này của Travis đã giúp ích rất nhiều cho việc sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp. Bạn đi du lịch hoặc giao tiếp với người đến từ quốc gia nào, chỉ cần chọn lựa ngôn ngữ phù hợp là xong. Mong là video lần này đã cung cấp thêm thông tin cho bạn về cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của máy phiên dịch Travis StudGo 2020. Có bất kỳ thắc mắc cần hỗ trợ hoặc cần tư vấn, vui lòng liên hệ đến số hotline 0938 33 5696. Và đừng quên nhấn like, subscribe kênh Máy Thông Dịch.com để được theo dõi những video mới nhất nhé.